giả đây. Bỏ đi ra. Dài. Tôi với cô chấm dứt rồi. Cô đến đây làm gì? Cô định tống tiền tôi à? Buông ra. À, đây là chỗ làm ăn của tôi. Cô mà đừng dở trò điên khùng ở đây đấy. Đừng lo. Cái này dành cho tôi, không phải anh. Cô định tự tử ở công ty tôi đấy à? Cô đừng có điên đấy nhá. Nói đi, cô cần bao nhiêu? Nhưng mà nhiều quá là không được đâu đấy. Thằng hèn, tôi không cần tiền của anh. À, không, tôi gọi công an cho cô lên phường vì tội gây rối trật tự đấy. Anh dọa tôi đấy à? Tôi đã chịu thiệt thòi lùi bước. Và sao vợ anh vẫn không tha? Vẫn muốn chiếm đời sống của tôi. Cô nói linh tinh cái gì đấy? Vợ tôi đã làm gì cô? Thầy cô sẽ không quản đời sống riêng tư bên ngoài nhà trường của sinh viên. Nhưng mà có đơn tố cáo em, ban giám hiệu yêu cầu cô mời em lên đây để làm rõ. Có gì đáng cười à? Thưa cô, đây rõ ràng là chuyện riêng, không liên quan gì đến việc học tập của em cả. Chả nhẽ nhà trường lại định đuổi học em theo yêu cầu của người làm đơn này ạ? Cô chưa hề nhắc đến việc đuổi học. Nhưng mà sự việc nêu trong đơn liên quan đến đạo đức lối sống của sinh viên và uy tín của nhà trường. Chính vì thế, cô cần biết sự thật. Em không trả lời được không ạ? Cô và nhà trường đã hết sức tạo điều kiện để em có thể tiếp tục học tập. Anh trai của em cũng thế. Nếu đúng như em có làm như những gì trong đơn đề cập, ban giám hiệu buộc phải xem xét hình thức xử lý. Tóm lại là em vẫn bị đuổi học đúng không ạ? Nhà trường không thể làm như thế chỉ vì cái đơn này được ạ. Nhà trường chưa ra quyết định gì cả, nhưng chắc chắn việc này không thể bỏ qua. Lại còn làm trò tỏ vẻ tử tế á? Chính là anh làm đúng không? Đàn ông dám làm dám nhận chứ? Là tao đấy. Bởi em thôi. Buông ra. Tôi đã không dây dưa nợ nần gì với chồng chị. Sao chị còn tác động để trường đuổi học tôi? Là bởi vì tao không cam tâm chịu đựng những tổn thương mà mày đã gây ra cho tao. Không vì thằng anh mày thì cái mặt mày không còn đứng đây mà vênh váo được với tao như thế này đâu. Ôi. Tao nói để cho mày biết, mày cứ tưởng mày chăn ấm đệm êm bằng tiền của tao là xong à? Trước sau gì thì tao cũng biết. Chẳng qua ấy là thằng anh mày đã giúp tao biết được điều đó sớm hơn. Anh tôi sẽ không làm gì hại tôi cả. Đúng rồi, nó muốn cứu mày đấy chứ. Thế nên mày mới còn nguyên vẹn lành lặn như thế này. Mày nên về cảm ơn anh mày đi. Và kể từ nay tránh xa chồng tao ra. Chồng tao có là đồ bỏ đi thì cũng không đến cái lượt mày đâu. Rõ chưa?